để thêm bớt cửa sổ chúng ta có thể vào các cái góc Đây. khi nào nó hiện ra cái hình dấu cộng hình kiểu target hình ngắm mục tiêu khi bắn ấy các bạn giữ chuột trái kéo ra thì nó thêm một cửa sổ cửa sổ này và cửa sổ này nó là cửa sổ y hệt nhau thôi nó là cửa sổ 3D viewport này các bạn kích vào cái biểu tượng nhỏ này nó sẽ ra là các bạn đang là loại cửa sổ gì? Đó, ví dụ mình muốn cài bên này là cửa sổ chúng ta về camera chẳng hạn. đó để chúng ta khi làm việc chỉnh camera cho dễ. khi mà mình thêm như này thì nó lại giống cái với cái cửa sổ animation rồi. đây có thêm cái khung làm việc ở đây. đó để thoát cái cửa sổ này, các bạn ấn chuột phải này. Nhớ là phải ấn chuột phải vào cái vùng cùng của thanh này, nhưng mà phải là vùng trống nhá. Đây. Đây vùng trống của thanh này, đây. Ấn close area để thoát cái cửa sổ vừa tạo đi. Đấy chúng ta có thể tạo cửa sổ ở bốn góc này. Đây các bạn mà giữ chuột kéo lên này, đó, thì nó thêm cửa sổ. đây ở góc này giữ chuột kéo sang, đó cứ có hình dấu cộng giữ chuột kéo sang thì nó sẽ thêm ô cửa sổ thôi. sau đó ấn chuột phải vào vùng trống của các cái thanh ở trên này, rồi ấn close area để thoát một số loại ô cửa sổ mặc định đây các bạn thấy là rất là nhiều đây chúng ta dùng cái nào thì nhớ cái đấy thôi đây là cái ô cửa sổ 3D viewport này, này. Đây, loại ô cửa sổ image editor đấy, đây chính là ô cửa sổ chỉnh sửa hình ảnh làm vật liệu vân vân biên tập hình ảnh UV editor đó chính là ô cửa sổ nó giống với phần UV đây là làm việc để trải phẳng vật thể ra làm vật liệu Ngoài ra còn rất nhiều Rất là nhiều Các bạn vào nghiên cứu hết nhé Ê, Ô cửa sổ timeline Đó nó chính là cái ô cửa sổ này thôi đây, Có cái hình timeline đây Có hình dòng thời gian đây Outline đây Property nó chính nó File Browser đây, ô cửa sổ để chúng ta kéo các hình ảnh âm thanh vào hình ảnh âm thanh file 3D vân vân uh, chúng ta kéo vào đến đây thì chắc các bạn đã biết được cách tùy biến thêm bớt các cái giao diện và sử dụng các giao diện mặc định có sẵn nó rất là đơn giản đúng không Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau.